Bạch sư cho con hỏi Đức Thế Tôn có giảng dạy về cách ngủ phù hợp không ạ? Ví dụ thời lượng giấc ngủ bao nhiêu tiếng, ngủ trong khung giờ nào có lợi cho sức khỏe và tỉnh táo? Thời lượng giấc ngủ bao nhiêu tiếng? Thì một đêm á, ở Ấn Độ chia làm 3 canh: canh đầu, canh giữa, canh cuối. Thì đêm là tính từ lúc là mặt trời lặn, thì thí dụ như là từ 6 giờ đi, 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng thì mặt trời, đó là trong khoảng thời gian của ban đêm. Thì chúng ta chia nó ra làm 3. Thì canh đầu á, thì giống như bây giờ mình là chắc từ 6 giờ tới cỡ 12 tiếng, mà chia 3 là 4, 6 4 là 10. Thì từ 6 giờ tới 10 giờ là vị ấy hành thiền. Còn canh giữa thì 4 tiếng, 4 tiếng đi, thì là từ 10 giờ tới 2 giờ là vị đó nghỉ ngơi. Rồi từ 2 giờ cho tới 6 giờ là giờ sáng, vị đó hành thiền, tức là canh cuối. Các vị tỳ kheo thời Phật canh cuối là vị đó hành thiền. Cho nên á, thời xưa còn gắt hơn mình nữa, ngủ thì ngủ sớm hơn tí, 10 giờ, 10 giờ tới 2 giờ là thức rồi. Còn buổi trưa thì có nghỉ trưa, có vị tỳ kheo không có nghỉ trưa nhưng mà có vị nghỉ trưa, việc ngủ trưa không bị cấm. Chỉ có điều là ngủ trưa thì phải đóng cửa. Cho nên là thời gian thời Phật thì ngủ trưa thì sẽ dự đoán chừng cả 1 tiếng thôi. Thì như vậy là thời Phật ngủ rất là ít, chừng 5 tiếng, vị tỳ kheo ngủ chừng 5 tiếng. Và quý vị hỏi là làm sao để có lợi cho sức khỏe, thì mình cái quan trọng là mình tu tập như thế nào kìa. Chứ còn nếu như mà tu giải thoát á nha, tu để giải thoát thì phải nói là cái sức khỏe nó không quan trọng lắm. Tại vì các vị tỳ kheo không có chú trọng lắm về việc bồi dưỡng sức khỏe. Cho nên là bệnh thì uống thuốc thôi, trừ khi bệnh uống thuốc thôi, chứ không có cái chuyện là dưỡng sinh các thứ thì không có. Còn tư thế ngủ á, thì được khuyến khích là ngủ nằm nghiêng bên phải. Để chi? Để ngủ không có sâu. Mình có thể tỉnh giấc vào bất kỳ lúc nào. Quý vị thắc mắc là ủa như vậy thì một ngày một vị tỷ kheo ngủ 5 tiếng chịu sao nổi? Thì xin thưa là nếu như quý vị hành thiền á, thì nó sẽ giải quyết vấn đề đó. Không có nghĩa là mình ngồi thiền mình ngủ, mà khi chúng ta hành thiền á, tâm của chúng ta nó, cái tấm thân vật lý của mình á, nó trong trạng thái nghỉ ngơi. Có những vị vị đó có thể hành thiền liên tục trong nhiều giờ liền, thì trong thời gian đó cơ thể vật lý của vị đó thì nghỉ ngơi, tâm vị đó thì an trú vào đề mục thiền. Do đó dù vị ấy tỉnh táo nhưng mà toàn bộ thân và tâm đều trong trạng thái là được trưởng dưỡng. Do đó là vị tỳ kheo không có, nếu mà mình tu tập một cách nó ngon lành á, thì không có lo cái chuyện là thiếu ngủ.